Dưới cái nóng hầm hập với nền nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức 38 độ C, người dân thủ đô Buenos Aires gần như phát điên khi phải sống trong cảnh thắp nến ban đêm và tích trữ nước trong các loại chai lọ trong suốt 2 tuần qua. Những cuộc gọi cấp cứu vì bị sốc, bị ngất hay các bệnh liên quan đến nắng nóng liên tục được phát đi từ phía người dân. Không có nước thì chúng tôi làm sao mà sống được? Ở trên tầng 10 kia, trong 48 tiếng qua, đã có người chết vì nắng nóng rồi đấy. Không chỉ thiếu nước, việc mất điện trên diện rộng thậm chí còn ảnh hưởng tới các bệnh viện, gây nhiều khó khăn cho công tác cấp cứu. Theo truyền thông địa phương, đến nay đã có 3 người chết vì nắng nóng ở miền Bắc nước này. Hiện tại cả thành phố Buenos Aires và thành phố Rosario đều có lệnh báo động đỏ. Điều này có nghĩa là cả cộng đồng, từ trẻ đến già, đều bị ảnh hưởng bởi đợt nóng này. Chính quyền Argentina đã khuyến cáo trẻ em và người cao tuổi luôn giữ cho cơ thể đủ nước và tránh xa những nơi nắng nóng. Các chuyên gia khí tượng dự đoán đợt không khí nóng sẽ tiếp tục hoành hành Argentina cho đến ngày 30 tháng 12. Đến nay đã bắt đầu xuất hiện các cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu điện, nước trên diện rộng và mùa cao điểm ở Argentina.